Hồn anh đã chín mây
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngậm Ngùi với tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một dịp hát chung vui cùng các hội viên chúng tôi vào ngày 18 tháng 3 năm 1991 tại Montclair, California, Hoa Kỳ. Ca khúc này do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1961, phổ từ thơ của thi sĩ Huy Cận, một nhà thơ với nhiều thành tựu trong suốt 65 năm gắn bó với thi ca và được vô cùng ngưỡng mộ tại Âu Lạc, Việt Nam. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, music and poetry will be presented in Olaxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Trương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền
do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Tiếng hát dù vui dù buồn cũng mang đầy tình tự, cũng mang đầy nỗi yên vui hay nhọc nhằn có một kiếp nhân sinh. Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, hàng cây lặng lờ rụng hoa tàn úa. Buồn chìm vào mắt em, người con gái hát một mình, bài hát buồn như cuộc tình. Và tiếng hát của em sẽ theo anh suốt cả cuộc đời. Tiếng hát em vẫn rạt rào như nhịp điệu buồn vui của nhịp đập con tim.
Thời gian như bóng câu qua cửa, thời gian chẳng đợi chờ ai, mà thanh xuân thì chóng tàn theo năm tháng. Mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Em ơi, tình non đã già rồi. Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi. Mau với chứ, thời gian không đứng đợi. Tình yêu cũng vậy, như gió thoảng mây bay, như hoa kia sớm nở tối tàn. Ai có thể đoan chắc là lòng mình không thay đổi. Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Đó ngâm thơ có đèn cầy nè, có hoa nè, có nhà, có sáo, có... Ừ, phải không? Đốt đèn cầy rồi lên coi. Sư phụ lãng mạn lắm biết không? Với chữ vội vàng lên với chữ em ơi, tình non đã già rồi. Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, mau với chữ thời gian không đứng đợi. Tình nổi gió màu yêu lên phơi phới, những đôi ngày tình mới đã thành xưa. Chưa tin hoa rụng không ngờ, tình yêu đến tình yêu đi, ai biết. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, những vườn xưa đoạn tuyệt dấu hài. Gấp đi em, ta rất sợ ngày mai. Đời trôi chảy, lòng ta vĩnh viễn. Vừa xịt gối chân, mộng vàng tan biển, dung nhan xê đồng, sắc đẹp tan. Chiều anh quay mặt lại, cả lâu chiều đã vỡ. Vì một chút mây đi theo làng vút gió, biết thế nào mà chậm rãi em. Thank you.
sáng nay sương xê xích cả chân trời, giúp không nhận thiên di về cõi Bắc. Ai nói trước lòng anh không phản trắc, mà lòng em sao lại chắc trơ trơ. Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ, đốt muôn nến sánh mặt trời chói lòi. Tham một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Em vui đi răng nở ánh trăng rằm, anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự. Với chữ vội vàng lên với chữ em ơi, tình non sắp già rồi. Nắng mọc chưa tin
dũng không ngờ tình yêu đến tình yêu đi, ai biết trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Vì chút mây đi theo làn vũng gió, biết thế nào mà chậm rãi em ơi. Sớm nay sương xê xích cả chân trời, Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc, hai một mùa hoa lá thuở măng thơ, đốt muôn nến xanh mặt trời trói lọi, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Mau với chứ, vội vàng lên với chứ em ơi, tình non sắp già rồi. Mau với chứ, vội vàng lên với chứ em ơi, tình non sắp già rồi. Xin quý vị cùng chúng tôi tạm ngưng nơi đây để cầu nguyện cho một địa cầu an lành và xanh tươi. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh sẽ được tiếp nối trong giây lát. Mau với chữ vội vàng lên với chữ em ơi, tình non đã già rồi. Con chim hồng trái tim nhỏ của tôi, mau với chữ thời gian không đứng đợi. Xin chào mừng quý khán giả thân thương trở lại cùng chúng tôi trong chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh. Ai lớn lên mà chẳng từng ấp ủ một mối tình đầu, và mối tình đó thường không toại nguyện, nhưng vẫn theo ta suốt một đời. Mối tình đó cũng có thể gọi là mối tình học trò, mối tình giữa sách vở, sân trường, giấy trắng phượng hồng. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những tháng ngày mộng mị đó. Một tà áo bay, một nụ cười e ấp, một giọng nói thanh tân, để rồi suốt một đời cứ nhớ nhung tiếc nuối, cứ âm ỉ giữa tro tàn của thời gian bất tận. Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nhớ ngẩn người, tà áo lụa nào xa. Chiếc giò xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi có gì? Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp, là áo người trắng cả giấc ngủ mê, là bài thơ cứ còn hoài trong cặp giữa giờ chơi.
mang đến là ai mang về. Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp, mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây. Người con gái mùa sau biết còn có gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi có gì, chỉ một cây đàn nhỏ rất vu vơ nhờ bài hát nói dùng. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi thành câm. Những chiếc gió xe trưa nay chở đầy hoa phượng. Em hái mùa hè trên cây chở kỷ niệm về nhà. Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa. Những chiếc gió xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ đến trường thắp nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi mượn cung đàn buông tiếng xa xôi. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng
răng ngoài cửa lớp là áo ai bay trắng cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay mối tình đầu của tôi mượn cung đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có làm thơ em chờ mùa hè đi qua còn tôi đứng lại nắng ngập đường một vạt tóc nào xa Trong những giây phút vừa qua, quý vị đã thưởng thức ca khúc Cơn Mưa Phùn, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Tiếp nối chương trình là phần diễn ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong thi phẩm Dục Giả, thơ Xuân Diệu. Bài này được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thành ca khúc với phần trình bày của nam ca sĩ Hoàng Quân. Chương trình kết thúc với thi phẩm Chút Tình Đầu do nhà thơ Đỗ Trung Quân sáng tác qua giọng ngâm của nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm. Bài thơ đã do nhạc sĩ Vũ Hoàng chuyển thành ca khúc với tựa đề Phượng Hồng qua tiếng hát nam ca sĩ Duy Quang. Nhà thơ Xuân Diệu sinh năm 1916 tại miền Trung Âu Lạc, là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Xuân Diệu là người tiên phong trong phong trào thơ mới, nổi tiếng với dòng thơ lãng mạn. Tập thơ Ngôi Sao của ông đã được giải văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1954, năm 1955. Ngoài ra, Xuân Diệu còn sáng tác truyện ngắn, tùy bút và nhiều bài tiểu luận. Ông cũng dịch thuật những tác phẩm của các nhà thơ lỗi lạc trên thế giới như Victor Hugo, Sandor Petrofi, Nicholas Guyen, Rabindranath Tagore. Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm thi tập thơ thơ, Gửi Hương cho Gió, tuyển tập Xuân Diệu và truyện ngắn Phấn Thông Vàng. Nhà thơ Xuân Diệu qua đời năm 1985. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1949 tại Gio Linh, Quảng Trị. Anh tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc Huế năm 1969 và đã sáng tác hơn 500 ca khúc gồm nhiều thể loại khác nhau. Một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc gồm có Về đây nghe em, Có phải em mùa thu Hà Nội, còn tiếng hát gửi người. Thanh Hải Vô Thượng Sư thường trao quà chúc Tết đến các văn nghệ sĩ Âu Lạc, kể cả nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã ra mắt tuyển tập ca khúc Trần Quang Lộc với 50 nhạc phẩm đặc sắc, bao gồm một số nhạc phẩm phổ từ thơ của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ. Giữa nhạc và thơ nó có một sự gần gũi, mà chỉ có lúc mà cảm xúc trào dâng thì tự nhiên thơ và nhạc nó hòa quyện vào, nó phát ra âm thanh. Đôi khi nó có những cái âm thanh diệu kỳ mà chính nhạc sĩ khi viết cũng không kịp nhận ra, mang từ cái xúc cảm. Sau này tôi có cũng đọc vào bài thơ hay, và cũng do cái sự hòa quyện và cái sự mà nhập vai, tôi cũng viết được một số, ví dụ như một số bài thơ của thi sĩ Phi Vân, một bài thơ của Nguyễn Đình Toàn mà tôi đã phổ thành nhạc. Cho tôi xin gửi lời chào trân trọng và tri ân đến nhà thơ Phi Vân, người đã mang đến cho đời nhiều câu thơ hay và kỳ diệu. Nam ca sĩ Hoàng Quân sinh năm 1981 tại Sài Gòn.
Anh tốt nghiệp Đại học Tin học Ngoại ngữ Sài Gòn khoa tiếng Nhật. Anh yêu thích ca hát và đã được nhiều giải thưởng tại các liên hoan tiếng hát sinh viên. Với giọng hát trầm ấm, Hoàng Quân đã ra mắt đĩa nhạc mang chủ đề lần đầu với những ca khúc như Ngôi trường yêu dấu, Khúc yêu thương. Ngoài ra, anh cũng sáng tác một số nhạc phẩm như Gửi thiên thần, Hoán đổi. Nhà thơ Đỗ Trung Quân sinh năm 1955 tại Sài Gòn. Anh tốt nghiệp Đại học Vạn Hạnh và bắt đầu sáng tác từ năm 1976 và là thành viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1997. Ngoài tài làm thơ, viết văn, anh còn thiết kế trình bày bìa và minh họa sách báo. Anh cũng là xứ ngôn viên điều khiển chương trình cho Đài Truyền hình Sài Gòn. Thơ Đỗ Trung Quân đã được nhiều nhạc sĩ phổ thành ca khúc như Hương Tràm, Chút tình đầu, Bài học đầu cho con, Khúc mưa. Những thi tập nổi tiếng của thi sĩ Đỗ Trung Quân bao gồm Cỏ hoa cần gặp và Chân mây cuối trời. Ca nhạc sĩ Vũ Hoàng sinh năm 1956 tại Biên Hòa, miền Nam Âu Lạc. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Sài Gòn năm 1986, khoa sáng tác, lý luận, chỉ huy và sáng tác nhiều ca khúc như Gửi lại em, Hương thầm, Hương tràm, Phượng hồng cùng các ấn phẩm sách và đĩa nhạc khác. Hiện nay, anh là giảng viên âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn. Nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm chuyên ngâm thơ với cả hai giọng Bắc và giọng Huế. Anh từng đạt giải trong một cuộc thi ngâm thơ năm 1995 do Đài Phát thanh Sài Gòn tổ chức và được trao huy chương bạc tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1996. Nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm hiện là cộng tác viên chương trình ngâm thơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Sài Gòn. Nghệ sĩ ngâm thơ Hoàng Đức Tâm đã nhận quà do Thanh Hải Vô Thường Sư ân cần gửi tặng. Những bài thơ của Thường Sư thì tôi thấy rằng là trong cái quá trình đi làm nghề thì tôi thấy đây là một trong những cái dòng thơ rất lạ. Qua những cái vần thơ, cái cách cảm nhận của tác giả thì tôi nghĩ rằng tác giả có cái tầm nhìn rất sâu sắc. Tôi xin trân trọng cảm ơn Thiền Sư và những vần thơ của Ngài đã giúp cho tôi được dịp rất là vinh hạnh được tham gia cái chương trình này. Và hy vọng rằng là những vần thơ của Ngài qua những làn điệu dân ca sẽ giúp phổ biến được cái nét văn hóa dân tộc của Việt Nam đối với thế giới ở bên ngoài. Và hy vọng rằng nhà thơ sẽ có nhiều sức khỏe để có thể sáng tạo thêm nhiều vần thơ hay. Xin trân trọng cảm ơn Thiền Sư. Duy Quang là nam dân ca của Âu Lạc. Anh là trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nghệ sĩ Thái Hằng. Duy Quang bắt đầu hát từ thuở bé và sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ như tây ban cầm, mandolin, trống, dương cầm. Anh cũng có tài hội họa và sáng tác nhạc. Ca sĩ Duy Quang rất thành công với dòng nhạc trữ tình qua nhiều ca khúc như Thà như giọt mưa, Chỉ chừng đó thôi, Đưa em tìm động hoa vàng, Kiếp đam mê, danh ca Duy Quang tâm sự. Niềm vui lớn nhất vẫn là sự đón nhận của các khán giả yêu nhạc, yêu tiếng hát của tôi. Thanh Hải Vô Thường Sư đã ưu ái trao quà lưu niệm cho nam danh ca Duy Quang trong buổi đại nhạc hội tương trợ cho văn nghệ sĩ tại quê nhà vào mùa Giáng sinh năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ. Anh cũng góp mặt trong chương trình nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thường Sư tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn vào năm 1997. Thank you.
thơm hoa tàn u. Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Chay. Kính chúc quý vị và gia quyến luôn được tràn đầy phúc lạc trong tình thương vĩnh hằng của Đấng Từ Ái. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ vào kỳ phát hành sau. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May you and your family be blessed with happiness in heaven's eternal love. We'll see you next time. Em vui đi. Của mỗi giờ tình tự
mau với chữ, vội vàng lên với chữ, em ơi tình non sắp già rồi. Không đâu em, mình đâu là xa lạ. Không đâu em, ta từng đã thân thương. Không đâu em, mình đâu là xa lạ. Không đâu em, ta từng đã thân thương. Tôi chưa được hân hạnh để gặp thiền sư, nhưng qua những cái án văn chương của Ngài đã gửi đến thông điệp cho mọi người, cái sự gần gũi mỗi một ngày tôi gần hơn. Và tôi wish rằng tôi được có cơ hội để được gặp thiền sư. Đó là một cái niềm hãnh diện của tôi. Không đâu em, mình đâu là xa lạ. Không đâu em, ta từng đã thân. Dấu chim bay dù mờ vệt mây hồng, trong hương linh còn lưu nếp thần quang. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.